Chào mừng các bạn đến với chương trình Bất Động Sản của Duy Nguyễn. Đối với Duy Nguyễn không kinh doanh bất động sản, nhưng nó thẳng, Duy Nguyễn không kinh doanh bất động sản. Duy Nguyễn không làm cò bất động sản. Nên các bạn dự án, các bạn bán đất, bán nhà đừng có chào tôi. Tôi không có mua tiền đâu mà mua cha. Trời đất ơi, mình làm video bất động sản cái mình nó tưởng là mình giàu. Nó tưởng là mình tiền mua nào là gì Aqua City, nào là Win City, rồi nào là gì mà Manhattan gì của Manhattan gì cũng nào đó tùm lum luôn. Phú Quốc cũng kêu nữa. Tôi không có tiền. Nó khổ quá. Mà tại sao Duy Nguyễn làm video bất động sản? Duy Nguyễn quảng cáo tứ trụ ông ơi. Quảng cáo tứ trụ. Tứ trụ là chỗ tập gym và bán súp. Tới tứ trụ đi mua súp và tập gym. Hiểu chưa? Nhưng mà để có được tứ trụ ngày hôm nay là cái kinh nghiệm bất động sản của Duy Nguyễn nó cũng bầm mình rồi. Nó cũng bầm mình rồi. Bữa nay Duy Nguyễn nói chủ đề ngắn gọn là làm sao để có được số hồng đẹp. Đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ mà quy luật tới từng trang sổ đỏ. Sổ đỏ là khái niệm ngày xưa là sổ đất, sổ hồng là sổ nhà. Bây giờ nó một sổ một màu là màu hồng. Rồi vậy làm sao để có sổ hồng đẹp? Cái này là cái kiếm tiền đó ba. Mà tôi lên tôi nói cái này chắc nó chém tôi luôn. Thật sự nhạy cảm ông ơi. Mấy cái sổ đỏ, sổ hồng này dịch vụ nó chạy một cái là mấy chục triệu đó. Tiền công á. Tiền công đó ông nội. Hiểu không? Nhưng mà biết vậy đi. Vậy thì định nghĩa thế nào là sổ hồng? Sổ hồng là gì? Là giấy chủ quyền. Ok. Giấy chủ quyền nhà, đất là sổ hồng. Thì trên cái giấy đó nó sẽ ghi rằng đất và tài sản gắn liền với đất. Rồi cái vụ này có thằng Chiêu ha, chỉ luôn, cũng xương máu. Có thằng cha kia đi mua nhà, kinh nghiệm non. Kinh nghiệm non mày. Ôi, kinh nghiệm non gặp phòng công chứng cùi bắp. Nó ghi là bán đất. Trong cái hợp đồng ghi là bán đất. Đâu mà kinh nghiệm non xong mà cái chuyển hết mẹ tiền thằng cha kia đòi nhà lại. Đồ hài bãi chưa? No. Ủa mà ghê á. Đổi nhà, nhà cấp 4, không phải cấp 4, nhà 3 lầu. Nhà 3 lầu luôn. Cái nhà 3 lầu đó xây cũng phải mấy tỷ á. Đâu xong mà ông nói, ủa tao bán đất tao đâu có nhà. Đâu ra tòa cãi thua luôn mày. Tao bán đất không bán nhà. Ủa xong mà công chứng vậy mà nó không chịu nữa. Tức là công chứng ẩu, công chứng phải nhìn vô có đúng luật hay không. Bao giờ là cái câu thần chú nha bạn. Đất và những tài sản gắn liền với đất. Chuồng gà, chuồng chó, chuồng chim, đồ này nọ. Cây trái được bán hết. Tức là sao? Tức là biết chẳng quẩy gì à? Biết không? Một là hai lý một mang biết không? Anh Duy mua đất. Nhưng mà trên đó nó có cái nhà. Hiểu không? Ủa cái nhà đó tôi bây giỡn xây cả tỷ bạc đó ba. Đập bỏ luôn. Nhớ chưa? Chú chim ngưng lệ đau buồn. Trời cái nhà đó đó. Cho qua lại đi mấy em để hiểu. Cận cảnh chi tiết khu nhà của Boss Gym bị một nhóm người đem xe cơ giới tháo dỡ nhanh chóng. Có ai biết rằng khi Duy Nguyễn đang phấn khích với việc vận hành tòa nhà BBT quận 12 hoành tráng thì những hình ảnh này lại được diễn ra mà y hoàn toàn không hay biết. Có thể nói thành Bắc bại Nam. Khung cảnh đổ nát, trơ trọi, trống trải, hoang vu giữa chốn đô thành nhộn nhịp, tiếng máy xúc vô tình và từng mảng gạch đá vương vãi. Và một ngày mưa tầm tã mà chú chim cũng phải đổ lệ đau buồn. Cái gì là đất và tài sản liền đó? Tức là cái xoài của tao luôn đó. Chứ giờ em không có câu đó đó. Các em đi mua nó đòi lấy cái xoài. Nó thôi giờ mày bứng cái xoài mày trả tao đi. Ông nội cái xoài bự chà bá sao bứng. Đó. Hiểu không? Chưa kể mốt dưới đất có hũ vàng nữa. Đó cãi nó chết. Rồi bữa con. Thực tế là có một cú. Có một chú học xương vụ đó đó. Cái vụ mà bán đất thôi không ghi tài sản đất. Ông ra tòa cãi thua. Ông phải trả lại cái nhà cho người ta. Hài phải trưởng. Rồi. Để có được cái sổ đó. Nói chung đất nào đất cũng phải có sổ. Còn đất tay thì không nói. Nha mấy bạn. Đất tay là đất không nói. Đất tay đó không chủ quyền. Đất đó thuộc dạng đất dùng đen. Không học đất dùng đen. Mà học đất dùng đỏ. Đất dùng sáng. Và
Bữa nào đi tao nói sổ giấy tay sao? Đang nói về sổ đỏ thôi, sổ hồng thôi. Ví dụ đất bạn, đất là sẽ có sổ hồng đúng không? Mà cái sổ hồng của bạn á, nó từng giai đoạn nữa. Thập cổ lai hy đồ cũng có, sổ mới cũng có. Sổ mới cũng có. Thì bây giờ tôi nói về sổ mới, sổ cũ đó làm gì? Vậy thì gia đình các bạn có sổ cũ rồi sao? Bạn lật cái sổ ra bạn coi coi nhìn đẹp không? Không đẹp thì đi làm cho đẹp đi cha. Ông nhìn vô cái sổ đó thằng bán nó, thằng mua nó rung luôn á. Nó mua nó gặp sổ cũ nó rung lắm ông ơi. Nó sổ gì đọc hiểu sổ kỳ á. Sổ đâu 97 tới giờ luôn hả? Ơn ơn. Rồi. Sổ đất nó rồi, giờ sổ nhà. Vậy thì cái sổ đất với sổ nhà khác nhau cái gì? Khác gì? Không, bảy sao các màu được, màu y chang. Cái màu y chang, khác tài sản là khác con khỉ gì, khác tài sản là em đang nói về thực tế. Còn bây giờ tao nói về cái sổ. Đúng không? Cái sổ đất nó không có hình cái nhà. Hiểu chưa? Mà cái sổ đất và nhà là nó có hình vừa đất và vừa nhà. Quan mang là cái gì? Thí dụ như bây giờ á, cái miếng đất nó dày, nó dựng cái nhà nhỏ xíu ở đây. Cái nhà đó làm nhìn bằng mắt thường nó có, chưa chắc con sổ nó có à. Chưa chắc con sổ nó có. Thì phải coi cái trên đất, trên sổ đỏ đó nó có cái nhà hay không. Nếu mà nó có hình cái nhà là cái sổ đã hoàn công. Đã hoàn công. Hiểu chưa? Còn cái sổ mà không có hình cái nhà là sổ nó chưa hoàn công. Lúc này mình mới hỏi tới chuyện tại sao nó chưa hoàn công. Không biết nó xài lụi gì đó chưa hoàn công được thôi. Đúng không? Ví dụ như tự nhiên có nhà giữa ruộng làm gì có trong sổ. Bảo đảm thì không có. Cái nhà giữa ruộng là cái nhà đó là nhà có hình thôi mà không có sổ. Tức là em nhìn ở ngoài nó có cái nhà, nhưng mà trên sổ là không có cái nhà. Tại nhà đã không công nhận tao nó sẽ sai. Đất ruộng ai cho mày xây nhà mày. Ví dụ vậy đó. Vậy thì nếu mà không hoàn công được thì sao? Thôi này giờ nói tiếp tới thuật ngữ hoàn công nè. Hoàn công là gì biết không? Giống như biết Tử Cấm Thành không? Bây giờ chơi qua tới Trung Quốc luôn nè. Thí dụ như ông vua ông sai lính đi xây Tử Cấm Thành, thì sẽ có đội ngũ kiến trúc sư bản vẽ rồi nọ nọ, người Việt Nam mình làm á, vẽ lên. Rồi xong rồi đội thợ đồ xây. Ông xây sao? Phải tương thích với cái ông vẽ. Thì khi mà ông xây sao tiêm thúc cái ông vẽ có một đội đi nghiệm thu, giống như thái giám của vua đi, đi nghiệm thu đồ, xác nhận, đóng dấu ký tên vô đó, xong rồi làm thủ tục cái nhà này đã hoàn công, tức là cái Tử Cấm Thành đã được hoàn công á. Thì mốt mà liên quân tám nước mà đi vô mà quốc Trung Quốc đó thì bán cái Tử Cấm Thành có giá hơn. Còn nếu mà Tử Cấm Thành nó chưa hoàn công á thì em bán cái Tử Cấm Thành nó chỉ bán cái cục đất của Tử Cấm Thành thôi, cái miếng đất nằm dưới thôi, cái Tử Cấm Thành nó không có bán được. Thì cái nhà cũng vậy. Ví dụ như bây giờ em đi xây nhà, em liên hệ kiến trúc sư vẽ cho em nhà đồ 2D 3D đồ, tuân thủ quy luật nhà nước theo mật độ số tầng số tiết đồ, cái này bữa nào nữa chuyên môn mà nói sao nghe. Thì em thuê thầu nó xây cái nhà đó dựa trên bản vẽ đó, nó xây xong nó đi làm hồ sơ hoàn công, nó làm hồ sơ hoàn công để ra được cái sổ, thì cái sổ của em nó sẽ ịn cái nhà lên, nó ghi là cập nhật sổ hồng, hiểu không? Tức là cái sổ hồng của em nó sẽ có biến động gì đó. Thí dụ như nợ thuế, nợ gì đó, hay là lên thổ cư, lên thổ kiết gì đó. Thì mỗi lần như vậy nó kia là một cái biến động cập nhật sổ. Thì cái hành vi em vẽ nguyên cái nhà, ịn cái bụp vô cái trang sổ của em đó, nó ghi là cái gì? Cập nhật sổ hồng. Thì cái sổ hồng của em nó thành hoàn công rồi đó. Tức là có cái nhà cho nó là hoàn công. Chỉ vẽ nhà đó thôi mà là một thủ tục rất là diêu kê đó, rất là này nọ kia, rất là ghê gớm. Nhưng mà bữa nay cái vlog này anh nói về sổ đẹp, sổ hồng đẹp, chứ anh không nói về cái nãy giờ định nghĩa thôi. Thì cái sổ được như thế nào gọi là sổ đẹp? Tức là cái sổ đẹp là phải cái sổ của Như Nguyễn mới là đẹp. Không có cười gì, sổ nhìn Như Nguyễn mới là đẹp. Mày nhìn không, sổ Như Nguyễn là tên là tên của anh, trên đó là có hình thông tin đất, nhà này nọ vậy thôi. Nó không còn những cái dấu vết của ngày xưa là chủ cũ bán cho ai, rồi chủ sau này bán cho ai, rồi đất này có nợ thuế không, đất này có ruộng có riết được không. Tức là một cái sổ nó sẽ cập nhật được nhiều cái, đúng không em, hiểu không? Tức là để có chặn đường một cái sổ á, thì trên cái sổ đó nó thẹo từ lưa hết nè. Một lần cập nhật em coi như lần nhất thẹo đi, nó thẹo cực, cái thổ xấu bạc cố luôn. Cái sổ rất xấu, nhưng mà nhìn nó khá là chi tiết, đọc rất là dễ hiểu. Nhưng mà anh gì không thích vậy.
anh Duy thích là cái đất của mình thì tên mình hết ra ngoài bìa, chứ còn nhà mình mà tên mình nằm trang cuối không có chất. Anh Duy đối với anh Duy là vậy nha. Anh cãi lộn rồi, anh cãi lộn rồi. Nhưng mà để làm được cái việc đó thì nó phải thông qua một bước nữa. Tức là sao? Tức là khi mà lúc em xây nhà em hoàn công á, em có hai option. Em có hai option. Một là cập nhật sổ, hai là đổi luôn sổ. Tôi chủ nhà tôi có quyền, nhà nước làm được hết. Khi mà bạn cập nhật sổ hồng bạn ra rất nhanh, trong vòng 3 tuần. Còn khi bạn cập nhật sổ, bộ lộn khi bạn đổi sổ luôn á, sổ hồng của bạn ra trong vòng 3 tháng. Nó phải đi qua nhiều khâu này nọ, lấy sổ mới vẽ lại tất cả thứ chi tiết, in trong kịch vô, cầm sổ mới vẽ đẹp. Thơm mùi giấy luôn. Thơm mùi giấy luôn mà. Đó, đối tượng vậy thôi. Đối tượng đó là sổ đẹp. Còn trường phái các bạn, có bạn không thích, nó không biết, có thể là bạn không biết luôn chứ không thích nữa. Bạn đưa dịch vụ làm, nó làm nào nhanh thôi à. Giờ bạn nói rồi, giờ ra sổ 100 triệu, đưa thứ 50 mày, mốt ra sổ đưa 50 lại. Thì bây giờ bạn làm dịch vụ á, thì bạn muốn lấy 50 3 tuần hay muốn lấy 50 3 tháng? Ở 3 tuần đúng không? Hợp lý, thằng này thông minh. Xong rồi về cầm sổ xấu quắc. Xong rồi cái nó, ủa sao sổ kỳ vậy? Kỳ gì mày, sổ mày đúng rồi, kỳ gì? Sổ tên mày rồi đó, có cái nhà rồi đó, đúng không? À, đúng rồi đúng rồi, chị kỳ tùm lắm vậy. Nhiều khi khách hàng tao cũng biết luôn bạn. Nó tự vậy đúng rồi. Khách hàng nào khôn khôn, có coi video Duy Nguyễn quay đó, ông được mày. Số gì phải tên tao đứng bìa rồi này nọ, hình nhà tao thôi, hình ông bà Lan, bà Huệ, ông Tú, ông Tèo này nọ lum la lại. Cái đó chủ cũ. Nó không được, giờ có cách nào lấy giấy số đó không? Nói có. 10 triệu. 20. Sao nãy lúc đầu mày không nói? Ai biết tưởng là mày cần gấp. Cần gấp thì vậy được rồi. Thôi giờ quỷ quyền tao đi mày ơi. Đưa 20 đi. Có liền. Có liền là nhiêu có? Liền là nhiêu? 2 tháng. Lâu vậy? Vậy là nhanh rồi đó. Giờ muốn 6 tháng không? Thôi được rồi 20. Vậy là ha. Vậy tao mới làm ăn được. Đó. Cái sổ vậy mới là đẹp nha các bạn. Vậy thôi. Nãy là phần 1 là vlog là Duy nói với các bạn là những cái đẹp mà trong khả năng các bạn. Bây giờ có những cái đẹp ngoài khả năng nói cho bạn biết thôi nha. Những cái đẹp ngoài khả năng là gì? Địa chỉ. Đúng không? Địa chỉ. Bây giờ tôi giàu tôi ở mặt tiền, địa chỉ tôi đẹp. Còn bạn nghèo mà ở trong hẻm bốn sẹt thì địa chỉ bạn không đẹp, cái đó bạn không thể đâu được. Không thể đâu được. Nhưng mà cái địa chỉ nằm trên cái sổ. Sổ cũ nó không địa chỉ nha bạn. Đó, kinh nghiệm nhìn đi, sổ cũ nó không có địa chỉ. Nó ghi là đất lô bao nhiêu, thửa bao nhiêu. Số lô số thửa thôi, không có địa chỉ. Tại vì nhà nước quản lý hoạch đất á, từng khu. Đúng không, bạn hiểu không? Ví dụ như cái phường tôi đi đó Quân là 4 khu đi. Và trong 4 khu nó vẽ một đống lô luôn. Lô đánh dấu từ 1 tới nhiêu đó. Thửa đánh dấu từ 1 tới nhiêu đó, trong một thửa rất là nhiều lô. Thửa đất là gì, là một thửa chà bá vậy nè ba. Nó xong rồi tôi lô đất là cái nhà các bạn á. Vẽ từng lô, thì nó có số lô số thửa, nó chưa số nhà. Số nhà khi nào nó ra đường thì nó mới có số nhà. Hiểu không? Nên cái sổ mới nó sẽ có số nhà. Mà nhìn trên sổ mới biết số nhà luôn. Giống như bốn cái building của Duy là cái nào cũng có số nhà. Nó nhìn cái sổ nó đẹp. Nhìn vô sổ ý kiến còi nữa ba. Mua được đi ra đi. Không ý kiến được. Ví dụ như địa chỉ ở đây của tôi là gì? 107 rồi số 9. Thì trên sổ của tôi cũng là 107 được. Ủa lộn đường số 6. Trên sổ tôi cũng là 107 đường số 6 luôn. Khỏi cãi, mấy kia cũng vậy. 535 Lê Văn Khương trên sổ cũng vậy. Số 10 Trương Thành trên sổ cũng vậy. 102 Đức Mang mới coi rồi cũng vậy luôn. Đó là cái đẹp. Đó là cái đẹp nha các bạn. Còn cái đẹp thứ hai nữa, tao nói sổ hồng mà nó cũng có đít có đát mà. Cái đẹp thứ hai nữa là gì? Diện tích sàn. Diện tích sàn không phải là diện tích đất. Nên nhớ. Diện tích sàn luôn nhỏ diện tích đất. Thí dụ như giờ nào có tiền, đại gia xây biệt thự, diện tích sàn bằng 50% diện tích đất. 50. Thằng nào nhà nghèo ở quận 1, nhà trong hẻm, diện tích sàn bằng 100 diện tích đất luôn. Nó là luật, không có ý kiến luật được. Tức là những cái quận trung tâm mà nhà quá nhỏ thì tụi em được xây full. Thế thôi. Còn nhà bè, Hóc Môn, Bình Chánh gì đó, nói chung là biệt thự là xây 50. Bây giờ bà thấy biệt thự nó có giường, nó có giường cây, nó có ao cá này nọ kia là xây 50 đó. Chứ sao nó xây hết thành nhà phố thì sao? Nó xây nhiều lại thành nhà phố, mày đất nhà phố mắc đó biệt thự. Bởi vậy mấy em bất động sản bú láo quá, đó biệt thự bán mắc hơn, mày vũ tao hả mày? Làm gì đó đất bất động sản, đất biệt thự bao giờ phải rẻ đất nhà phố à? Đất nhà phố 100, đất biệt thự ông 60 thôi. Được bán được thôi ông ơi, vũ tôi hả?
Nếu mà nếu mà đất biệt thự ăn mắc quá, tôi mua 20 đất nhà phố tôi ghép lại bà đã cho rồi, mua đất biệt thự làm chi? Đó là cách mình trả lời. Rồi xong rồi đẹp nữa, biết nào đẹp không? Diện tích sử dụng. Diện tích sử dụng. Bạn xây full phép luôn là diện tích sử dụng bản cao à. Nó 5 lầu. Đúng không? Còn bạn xây yếu yếu hơn thì chịu thôi, tự nhiên nhà nó đất ngon, nhà không có điều kiện xây có 1,5 tấm. Rồi mốt lỡ cưới con dâu cưới con rể vậy ở đâu ba? Đi xây nhà khác chứ đâu. Nói nhiều khi mình xây nhà mình không có tầm nhìn, mình không có chiến lược. Thật sự chứ bộ. Thí dụ như em được đô thị cái nghèo, tôi không có tiền tôi xây vậy. Đâu phải. Bạn nhắm ơi, ví dụ bây giờ không có tiền, năm sau bạn có không? Năm sau nữa bạn có không? Năm sau nữa bạn có không? 10 năm sau có không mày? Thôi bị chết luôn đi. Không có làm gì 10 năm sau không có. Nó nói chuyện như này bực mình. Nên thôi quay lại nè, ví dụ như bạn á, trong vòng mà bạn không có tiền xây nhà đúng không, mà 10 năm sau bạn có. Thôi nhà mướn mẹ rồi bạn ơi, mệt quá. Bây giờ mướn rẻ mà, xong rồi miếng đất đó cho thuê, mở quán cà phê, kiếp đồng 5 năm, gia hạn lần 5 năm, 10 năm rồi đó. Vậy thôi. Trong thời gian đó mình cứ làm này nó cái. Xong rồi bạn cố gắng bằng xây á, sao cho được cái dự tính của gia đình mình cho nó xa xa một chút. Đúng không? Chứ mình xây không xây tự nhiên phép 10 bằng xây có 3 nhìn nó không nâng cấp được. Bà thấy con số nhà nó chưa nâng cấp bạn hiểu không? Nó làm móng sẵn. Xong nó xây đổ mái bằng hai mái thôi. Xong chừa mấy sắt chỉa lên nó nọ chờ đó. Thằng đó cũng thuộc dạng là chưa có tiền. Nhưng mà nó có tầm. Mặc dù chưa có tiền nhưng mà nó có tầm. Nó xây sẵn ở được. Xong rồi chờ từ từ có tiền xây tiếp. Đó, thằng đó cũng khá là ok đó các bạn. Nên nó tóm lại. Ở Việt Nam này á, cái sổ đỏ là cái gì đó là ngầu nghệ. Cái càng mặt xe đồ bỏ biến. Đó, thiệt sự luôn. Nên cái sổ đỏ mình nó phải đẹp nữa bạn. Lâu lâu lấy ra hửi hoặc quạt chơi hoặc là làm gì đó mình. Vì nói chung á thì nên làm một cái gì đó cho nó đẹp. Chứ còn bây giờ sổ mà đối với Nguyễn á, mà cái sổ mà nó xấu á thì để nó cũng kỳ. Thì muốn sổ nó đẹp thì bạn đổi. Bạn đổi lúc nào? Có nhiều lúc, có nhiều cách đổi lắm. Ví dụ như nhà em đi, tía má em giờ có nhà ở cửa rồi mà nhìn sổ xấu quá cầm ra phường đổi chơi vậy đó. Cầm ra phường đổi chơi vậy đó. Nhưng mà cái này coi chừng ăn phót á. Cái cú đó ăn xương nha. Cái cú đó là ăn xương đó. Xương sao bữa sau chỉ. Đó, ăn cái cú đó là ăn gạch á, ăn đạn luôn á. Cú đó đạn nặng luôn á, phải đạn dở đâu. Nên cái đó là không. Còn nên đổi vào lúc bạn xây nhà mới. Cái đó là đẹp nhất. Cái này Duy đã thầy kinh nghiệm nha mà. Bạn nên đổi vào lúc xây nhà mới, lúc đó là hồ sơ bạn nó tương đối nhanh. Tất cả mọi thứ nó rõ ràng. Nó gọi là nó mang một cái gì đó, nó đã lắm mà. Không biết dùng cái từ ngữ gì để nói. Nhưng mà cuộc đời của Duy Nguyễn á, thật sự luôn, chia sẻ luôn á, những cái mà Duy Nguyễn nói là có thật. Chứ không phải có thật, Duy Nguyễn cũng nói chung là nhiều khi á, những cái việc sổ sách này nọ đó là Duy Nguyễn thuê, thời gian đâu chạy. Thuê hết á. Nói chung cuộc sống mình phải có đít và có đáp. Nữa không? Mình kiếm tiền phải cho người ta kiếm với. Chứ giờ ai rảnh đâu lên chạy được, sở tài nguyên môi trường nó chạy lên quận huyện nó chạy hoài mà cái bà rội luôn. Chỉ có quận 7 tôi chịu khó tôi chạy nhiều chút xíu thôi, tại quận 7 nó đặc thù. Đó, quận 7 chạy lên chạy xuống rồi xong rồi tới ngày tới nó hoài mà. Nên các bạn về nhà đất thì kiến thức là Duy Nguyễn chia sẻ các bạn có một cái tầm. Mà cái tầm đó cũng không ảnh hưởng tới chén cơm của ai hết. Thì các bạn phải thông cảm. Đó. Thì khi mà các bạn biết được cái tầm này á, thì cái cách bạn làm giá và dịch vụ nó tốt hơn. Vậy thôi. Chứ còn tôi nghĩ các bạn chuyện nhà đất chạy lại chạy đi chạy lại phải một lần mà chạy nhiều lần. Thôi thuê bà nó cho rồi đi, mệt giống như mở công ty vậy đó. Bây giờ thành lập giấy phép công ty vô thuê bà kêu đuổi cho ông kia nó chạy đi. Xong rồi mình ở nhà mình lo mình suy nghĩ mình kinh doanh sao cho có tiền. Tôi nói thiệt á, trong mấy miếng đất của tôi mà biết không, đẹp nhất miếng này. Đẹp nhất cái miếng này tại miếng này nó rẻ đấy, bằng nó lấy thước rẻ mà. Hiểu không? Miếng này lấy thước rẻ. Còn mấy miếng kia là cái như rẻ tùm lum hết. Mấy miếng kia nó không nắm được ngang 100%, nắm được ngang 100% mà nó eo một tí. Còn miếng quận 7 thì nó đâu phải hình chữ nhật đâu bạn, nó hình thang á. Miếng quận 7 là hình thang à. Nó xây nhìn nó mình xây cái nhà chữ nhật thôi nhưng mà thật ra đất hình thang. Còn miếng này là vuông vức luôn, miếng này lấy cái viết vẽ mà. Miếng này là cái miếng nằm trong Bình Tân này nè. Đẹp. Vậy thôi chứ giờ em kêu anh nói về hình đất đẹp khó. Tức là mình nói là cái đẹp là các bạn có thể bỏ tiền ra hay là các bạn có thể điều chỉnh được cái sổ mình cho nó đẹp này nọ kia. Sổ mới nó thơm mùi mã non là nó đẹp rồi. Sau tên sổ nó chi tiết nó rõ ràng là nó thứ nhìn vô nó mướt mắt. Mai mốt có đi bán cũng dễ nữa.
Ủa, bán nhà là chuyện bình thường không nội ơi. Vô nay bắt Maxi nè, Maxi bữa nay không nhập vô có bán không? Rồi, bye bye các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.